có dấu búa hả? Tưởng đâu chưa nữa chứ. Đó đó đó, nó không phát hiện mẹ nó nữa kìa. Trời ơi, nó có bốn con nên đâu có gì, đâu hề hấn gì. Mình quay cho cả nhà là nó mới có 800 mấy 900 gram, 850. Đó. Nay già rồi nè, hai mấy ngày tuổi rồi nè. Mẹ nhào vô bắt đầu bú liền ha. Cái này một hồi nó giỡn dễ thương lắm cả nha. Mẹ của con, mẹ là con vàng mà con là đủ màu. Con luôn đen, luôn sô-cô-la, đen. Mẹ vàng có sấy luôn. Đâu rồi? Bên kia đâu rồi? Làm biết rồi. Ui cái con này, cái con này sao hồi nào ăn cũng làm biếng mà bú cũng làm biếng nữa. Nhà quê à? Đó đó đó, nó không phát hiện mẹ nó nữa kìa. Trời ơi, cái con lông dài làm biếng quá. Biếng ăn mà biếng bú nữa. Nhìn thấy lông vậy chứ nó nhà quê à. Dạ, nằm xuống đi con. Nằm xuống cho con bú ơi. Đi. Nay 28, 29 ngày vậy kìa. Chắc khoảng chừng 3 bữa, 5 bữa nữa cả nhà không ai đặt thì giới thiệu lên shop. Mới con lon sô-cô-la, có con đang bú, bú mạnh. Còn... ơi, còn ba con còn lại thì chưa nha. Con lông dài nè kìa, có bốn con à, mà cũng kiếm vú không ra nữa chứ, gặp nhiều rồi, không biết sao. Dĩ dán đây kìa nè, dán có dấu búa rồi hả? Tưởng đâu chưa nữa chứ. Bú nằm lật ngược không? Nó giờ xuống sữa hay gì mọi người? Xuống sữa hay gì? Trời ơi! Ô, cái con nay là chắc có lẽ là cả ký rồi cả nhà ơi. Mai hồi chủ nhật đi, nay chủ nhật thì mình cân với cả nhà xem nha. Mới có mấy bữa mình không có để ý cân nữa, 2-3 bữa gì mà nay nè. Nhanh lắm, cỡ này nhanh lắm cả nhà. Mất dấu rồi. Nâu rồi hay gì? Con sô đó là con bú trước. Lâm già này bú sao? Con mẹ còn sữa dữ lắm nha, đủ sức. Bốn con, nuôi có bốn con. Bú chốc. Nuôi có bốn con nên đâu có gì, đâu hề hấn gì. Trời, xuống sữa ngọt luôn. Ý trời cái nè. Lông dài giờ nó mới bắt đầu dành. Trời ơi, xuống bú ngọt. Hàng chi con mẹ nãy giờ nó đi vòng vòng nó kiếm con nữa. Nó cũng giống như người ta. Sữa căng quá nên chịu không nổi. Trời ơi, nó xuống cái này, em ru luôn nè. Thả chưa, nó mặt cái này. Mà con mẹ nó tỉnh queo luôn. Cho con bú tỉnh queo luôn.
như thế, mau lớn ra. Mới bữa 27-28 mình quay cho cả nhà là nó mới có 800 mấy 900 gram, 850. Giờ mới chịu nặng hả? Mệt rồi hả? Nay bắt đầu ăn được rồi. Ăn được mà vừa bú mạnh nữa, con mẹ chịu đâu có nổi. Đi vòng vòng một tí xíu bắt đầu mới cho bú nữa. Con kia làm gì khóc rồi kìa. Trời ơi, con lông dài này nó làm hơi mấy vú luôn. Cũng chịu quá ha. Hàng chi bú không ăn vậy thôi. Con mẹ về thòn. Giỡn nè, hồi đó giỡn vui lắm coi nè. Nó giỡn với con mẹ nó, mình cưng. Đó. Tối mình ra mình hay xem tụi nó giỡn. Chắc hết sữa rồi, xuống sông rồi. Đó, con này giỡn nhìn thấy không? Khoảng 5 ngày nữa mình sẽ cho ba con kia đi lên shop. Còn lại con này thì giữ lại nuôi tới 2 tháng thì mũi 2 mới giao. Trời ơi, con đen lông xác nó ú nu rồi cả nhà, quá đã. Đạt tiêu chuẩn rồi, 7-4 con này đạt. Tới thời điểm này là ngon, ô lên. Không bị vấn đề gì diêm da hết nha cả nhà. Rồi, giờ nó ra nó giỡn với mẹ nè. Nó chờ bố xong mà giỡn. Con đó đi vệ sinh chắc. Kiếm đường đi vệ sinh. Cỡ này đi vệ sinh dữ đó. Giỡn với cái giả lao. Rồi cả nhà có cần một con cún thì liên hệ mình nha cả nhà. Khoảng 3-4 ngày nữa là còn kịp nha cả nhà. Thế để mình khoảng chừng 3 ngày nữa là mình liên hệ shop rồi đó. 5 ngày nữa là giao rồi cả nhà. Nay nó cũng được 29-30 ngày gì rồi. Khoảng 35 ngày là mình giao shop rồi cả nhà. Cả nhà có cần thì cứ liên hệ mình nha. Số điện thoại Zalo Facebook cho mình hành nha cả nhà. Cho nó giỡn dễ thương rồi. Phơi nắng nóng thì nó sẽ đỡ cái bị gầu với bị da, nấm da cả nhà. Nó dễ bị gần tới cái ngày. Con này đặc nhất. Mấy con này thì ổn nè. Ủa, nay con nhỏ mà. Trời ơi, nay con nhỏ nó gần bằng con bự rồi mọi người ơi. Nè. Rồi sao nó lớn lên hôm trước cái đứa sọng như nay nó cũng gần bằng nhau rồi đó. Hai bầy khác nhau, màu giống nhau. Con này mới có 11-12 ngày, còn con này tới 27-28 ngày nè. Con này nó đi theo muốn kịp rồi. Nhìn chung thì cũng ổn rồi đó. Còn khoảng gắng 1 tuần nữa. Hai con này thì đẹp hơn. Trời ơi, cái này có hai con bự, hai con nhỏ mọi người. Hai con này làm như nó bú yếu hơn thì sao. Nó xí. Con mẹ nó cho bú không đều nhau hay sao? Gia vừa đem ở đây phơi nắng, vừa kiểm tra. Thực tế là phơi nắng chứ mình phơi là trong mát như này cả nhà. Chứ ngoài nắng nó chịu không nổi đâu, nó lai dữ lắm. Chứ nó cũng nóng. Ngày nào cũng phải phơi về, nếu mà mọi người mà nuôi á mà có thời gian á là ngày nào cũng phải phơi. Đây nè,
vậy đây mà bị nè, đây là một vết thương nè, không biết là nó bị cái gì đó. Nó không có vết thương ở trong nhưng mà cái da đó bắt đầu nó cái này là thời điểm liền rồi nè cả nhà. Có nghĩa là trước đó thì ngay chỗ này là bệnh nước, bệnh mà nó chỉ có một vết thương đó, nó giống như là gã phỏng của mình vậy, nhưng mà nhìn không thấy luôn nha đó. Nhưng mà sau đó thời gian nó bắt đầu nó làm mài, cái bắt đầu ngay chỗ này nè nó bong ra rồi nó mọc da mới đó. Nhìn rất là kỹ, mấy ngày trước không phát hiện mà giờ đây nè. Nói chung là nếu mà nó đủ sữa thì nó ngon lắm, nó ngủ luôn ngon lắm. Còn nó, cái sữa mà nó nóng là nó bị này bị kia. Cái con này không biết chừng nào phát triển, không biết. Bú cũng mạnh lắm mà bộ phận tiêu hóa nó không ngon, nó không có hấp thu gì hết. Con này nè đẹp quá không, con này hiền nha, mắt ngây thơ. Cái con lông dài, con lông dài này nè đã ăn ít nên không có ú lắm nè, lớn lên cái màu cũng sáng ra nè, ức dần cái ươm luôn nè, ươm nè, nhìn cũng giống tiểu thư không? Lớn tí xíu lông nó lại dài hơn tí xíu nữa cái nằm tá ghê. Form này đẹp lắm anh nha, đó đá cả nha. Hồi nãy chắc cũng ăn luôn rồi nên hồi chắc giao đưa vô cho mẹ luôn quá. Con form này là form của con lon đen. Cái màu nó có hơi nâu chứ không có nâu xô, không đen lắm, nó hơi nâu. Cả nhà nếu thấy thích mô hình nuôi của mình thì hãy cho một like nha cả nhà, một đăng ký, một bình luận nha cả nhà. Nói chung là vừa thư giãn nè, vừa chơi với chúng nè, vừa thư giãn phải nói là tuyệt đối luôn. Tới 12 trường giờ còn phải thư giãn với nó nè, nó cũng mệt á, nói chung là đi làm cũng mệt á, nhưng mà mình chơi với nó mình cũng không có mệt. Còn nhiều khi mình mệt mà mình làm những cái chuyện, những cái việc mà nó không đúng với sở thích á, nó mệt, chứ nó không có cái kinh tế gì trên, nó mệt chứ. Cái này nuôi vừa thích, ôi cô tưởng khóc luôn nè cái nè, con mình nó khóc nước mắt nước mũi gì trái ngon gì đây. Ngộ ghê không, mấy con này đâu có. Có con đó là nãy là nó la nãy giờ, khóc nãy giờ. Con này đâu có khóc đâu, nên đâu có bị nước mắt nước mũi đâu. Ủa con nó ngộ ghê. Rồi phải nhiêu đây, giờ bắt đầu cho nó vô nghe cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem clip nha. Cả nhà nhớ có đăng ký cúng hay là sưu tầm cúng thì liên hệ mình nha, số điện thoại Zalo, Facebook trong màn hình đó cả nhà ơi. Quá đã luôn, nhìn thấy dễ thương quá. Mình cần thử vài con cây cái mức độ phát triển cỡ nào. Con này hôm trước là 700g, 700 giác nè, nay thử được nhiêu nha. Trời, nay 8 tầm rồi nè ha. Nhanh ghê ha, mới còn có 24, 3 ngày 800g rồi. Nay nó ăn được là nó sẽ lớn nhanh nè. Con này ăn cũng được nè, hổm là cũng 700 giác nè, nó cũng bằng luôn, 800 luôn. Nay lên hết rồi nha. Đây con này coi, con này cũng 800, hơi yếu. Con này điệu ghê, công nhận điệu ghê chắc con. Còn con này chắc nhỏ nhất quá, con này ăn ít quá. Con này mới 700, đúng là nhỏ nhất nên nó không ăn. Nó ăn yếu chủ yếu là cái lông nó dày thôi chứ nó ăn cái xìu. Rồi tới mấy con nhỏ nha. Cái con
vừa nhất u nhất. Trời ơi, gần nửa ký ông ơi, 10 ngày mà nửa ký luôn. Hôm trước cái bầy bốn con này 14 ngày mới có nhiều nhất là 450 gram, nó 10 ngày nửa ký rồi, chúa luôn rồi. Thử một con kế nữa thôi, mấy kia tệ quá không cần đâu. Con này cũng được 400, gần 450 chứ, ổn nha, nói chung là cũng tạm được rồi. Ui nó ngủ ngon ngon nè, nắng một tí xíu là làng rồi. Ui nó ngủ ngon nữa rồi, em ru nó có gì đâu chơi. Rồi ngủ đi nha, tí xíu nó mới vô chơi chơi nha. Giờ còn mới khoảng 10 mấy, công việc cũng làm xong rồi nên cho chúng canh chúng ở đây tí xíu nữa.